Từ nhà mình, từ ngoài quốc lộ 1K đi vô khu vực nhà mình thì tầm khoảng chừng Nga nghĩ là hơn 100 mét. Đi bộ thì cũng nhanh thôi. Khu vực này nó rất là yên tĩnh. Và các anh chị đi dọc hết cái con hẻm này, có nghĩa là cái chỗ khu vực này nó là một cái khu vực mà rất là tiện, là có nghĩa nó ra được hai đường. Một là quốc lộ 1K, hai là các anh chị sẽ đi thẳng ra được bên đường DT 743, chỗ ngã ba Bình Thung. Mặt mình ấy đó, các anh chị thấy cái đường mà cắt ngang đây, cái đường đó nếu mà mình chạy thẳng ra, mình sẽ ra đường DT 743. Đường trước mặt mình đó là cái đường ngã ba, cái đường cắt ngang đó là các anh chị sẽ đi ra đường DT 743. Đây nha, cũng cho mọi người xem luôn cái khúc đấy. Và cái đường này họ rất là đặc biệt, là họ không cho sẽ thấy là có một những cái dãy giống như mình thấy dãy đất trống, mình không hiểu là tại sao là họ để cái dãy đất trống như thế và như thế nào. Thì khi mà mình nói chuyện thì ba mới cho biết là cái chỗ này, cái đường này người ta đường có nghĩa là cống nước lớn gì đó, có nghĩa là đây là trụ nước lớn của Bình Dương, từ nhà máy nước Bình Dương để đi về Sài Gòn đây. Thank you.